đọc để biết cha anh chúng ta đã sống đẹp thế nào qua một thời mưa bom bão đạn. Quảng Trị ngày 11 tháng 9 năm 1972. Toàn gia đình kính thương, hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng. Phòng chi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất, thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ kính mến, thư này tới mẹ là con đã đi xa rồi. Chắc mẹ đau buồn lắm. Lớn lên trong vòng tay mẹ, từ khi còn trứng nước, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành. Giờ con đi xa là để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều, nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau. Em yêu thương, mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh. Xong, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất. Chúng ta sống với nhau chưa được bao lâu thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao yêu thương chiều mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều, em chưa được hưởng diễm phúc ấy đã phải xa anh. Anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này, nhưng em hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại. Anh chỉ mong em khỏe, yêu đời. Nếu có điều kiện, hãy cứ đi bước nữa, vì em còn trẻ lắm. Anh chỉ mong em sẽ luôn nhớ đến anh và hãy thắp hương cho anh vào ngày giỗ anh. Hãy là người con dâu hiếu thảo của mẹ, là người em ngoan của các anh chị anh. Sau này hòa bình lập lại, nếu có điều kiện vào Nam, hãy mang hải cốt anh về. Đường đi như sau: đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông vào ngày 2 tháng 1 năm 1973, từ thị xã qua cầu ngược trở lại hỏi thăm thôn Nhan Biểu. Em cứ đi đến đó, tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó sẽ tìm thấy tấm bia ghi tên anh đúc trên mảnh tôn. Mộ anh ở đó, em sẽ đọc lá thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe tất cả những người quen thuộc trên quê hương trong buổi truy điệu lịch sử này. Chào mẹ, chào em, chào tất cả gia đình
và làng xóm quê hương.